xin chào độc giả của Thiết Kế Gia Đình. Như Lan cũng đã từng chia sẻ đó là cái vẻ bề ngoài của mình á, một phần là do mình hưởng thụ từ gen của bố mẹ. Có lẽ là bố mẹ cũng xinh đẹp cho nên Lan cũng thừa hưởng được cái gen đó tí xíu. Tuy nhiên là Lan cảm thấy là điều cần thiết trong cái cuộc sống của mình là mình cần phải lúc nào cũng vui tươi, lúc nào cũng thoải mái tinh thần. Thì từ cái tinh thần vui tươi thoải mái đó thì nó sẽ toát lên cho mình một cái vẻ bề ngoài thật lúc nào cũng sảng khoái, thì tự nhiên nó làm cho mình trẻ hẳn, làm cho mình tươi đẹp, lúc nào cũng xinh xắn hết. Hiện tại thì Lan đang hoàn thành những tập phim cuối cùng của phim Mùa Nắng Lạ. Sang năm 2014 thì có lẽ là đầu năm sẽ nghỉ ngơi, relax chút xíu và đưa gia đình đi du lịch ở một vài nơi, rồi sau đó là bắt tay vào tiếp tục một cái dự án vào trong tháng 4.